Chào các bạn. Chúc các bạn ngày cuối tuần vui. Vui với gia đình, vui với người thân. Chúc ngày mới tốt đẹp nhất đến với các bạn, với gia đình các bạn. Hôm nay mình ra là coi như là còn mấy trái mướp. Nắng quá, cái vàng mướp của nhà mình, vàng bầu, vàng bí này là coi như nó nắng quá, nó không chịu nở. Mấy cây ớt nè, ớt mấy bữa nó tốt ghê đời luôn mà bây giờ nè, nắng quá cả nhà. Trời ơi, coi nè, coi một chùm ớt thôi mà nó ra nè, đẹp ghê, đẹp dễ sợ luôn mà nó nắng quá. Bây giờ mình còn mấy trái mướp đó, mình thu hoạch luôn. Rồi còn cái vàng bí nè, đó, leo queo với lại ít ổ qua, hái luôn, cả nhà ơi. Chào các bạn, chào cả nhà, một ngày mới vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc. Bây giờ mình còn mình thu hoạch mấy trái mướp này trước nè. Đó, nè coi nè, rau má nhà mình nó lên, dễ thương ghê đầu luôn, dễ thương quá. Rồi, cắt đây. Nắng quá cả nhà ơi, nắng quá nó chịu không nổi. Vậy mà mướp này nó thơm ghê lắm. Đó, trời ơi, trái mướp nè, trái mướp mà đã luôn chưa. Đó, gì cho mà ngon lắm á, hai trái là xào một chảo á. Hai trái xào một chảo á. Cắt luôn đây nữa nè. Bây giờ nó có ra mấy cái mướp nhỏ nhỏ nè, nó eo hết à. Nắng quá không có chịu nổi. Đó, ra mồng tơi tốt dễ sợ luôn. Đó, ra mồng tơi, cắt luôn. Ra mồng tơi tốt ghê. Nó ngon rồi chưa? Ngon ghê. Rồi. Rồi ra mồng tơi đã ra. Ngon ghê cả nhà ơi. Rau má cà chua. Trời ơi nè. Rau má nè. Chắc cái rau má này là cắt, là xay nước uống. Xay nước uống. Ủa qua rồi. Rồi cắt ha. Cắt ha. Rau má xay nước uống. Rồi đã rồi thấy không? Nó ngó gì cho mà tròn đã luôn hai chảo á. Đó. Đó cắt luôn trái tròn tròn mới rờ đó. Rồi, đây nè, đây hai trái nữa nè. Cắt luôn. Ủa qua nữa, qua Việt Nam nói đây này, đây 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 trước mặt nè. Đây nữa nè, trái này nè. Đúng đúng độ kín. Đào kiến nó cắn. Nghĩa chân á. Cậu quết á. Ngồi ra. Kiến, kiến, kiến. Kiến ở Mỹ nó cắn độc rồi em cả nhà. Nó mà cắn là sưng luôn, sưng chân sưng cẳng. Hành, có hành, hành hương nhà mình ngon ghê chưa cả nhà. Bây giờ là nó ngon rồi, giờ nó ngon rồi. Nhà đó là mình thu hoạch như vậy là thấy là ra ngon không. Rồi bây giờ cắt ra đậu bắp nữa, đậu bắp bừng ra để đây luôn. Bắp, đậu bắp nhà mình nó ngày nào cũng phải hái, ngày hở mà mình không có hái nha, mình mà bỏ chừng ngày là nó già hết.
già hết luôn, mía thành nên phải hái mía cả nhà. Cây to rồi chưa, cây đã gom ngon ra không nhận làm trồng ra mình hái thấy đã gom ngon. Thơm. Bắp bây giờ nó cao rồi, ông chồng mình ông cao mà ông còn dối, ông hái. Cao mà ông còn phải dối á. Mình uống cái này nè, mình nấu cái này để mình uống nè, nấu nước uống. Thấy nó sẽ thấy nó gì chứ mà uống tốt lắm, uống tốt lắm. Lọc sạch sẽ. Mấy cái ổ qua nó nhỏ nhỏ chứ mà má nhỏ nhỏ chứ mà ngon. Ổ qua Việt Nam đậu bắp này là cây chó đĩa nấu uống để cho mát gan. Sản phẩm của mình đó, ngày đó sáng nào cũng hái hết á, đậu bắp này sáng nào cũng hái, sáng nào cũng hái. Sáng nào cũng hái. Cây này là cây uống mát gan, mướp, đậu bắp, ổ qua.